Mình chào quý cô chú anh chị, các bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV. Hôm nay mình quay trở lại nhà vườn của Bảo Lâm nha quý cô chú. Có số hoa mẫu đơn, đặc biệt hôm nay là rực rỡ hoa, muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Mình cung cấp những cái loài hoa mẫu đơn rất là đẹp luôn. Mình gặp Bảo Lâm để biết thêm chi tiết nha. Rồi chào Lâm ơi. Chào cô chú chị, chào kênh của Pháp Thái TV. Hôm nay đến với kênh Pháp Thái TV, nhà con có một số mặt hàng để giao lưu với cô chú chị nha. Đó, đầu tiên là máy số 0 là cây Mỹ Cam nha cô chú anh chị. Mỹ Cam, cây này rất cao trồng chậu nha. Rất là già luôn ha, thành phẩm rồi. Đây thành phẩm nha. Rồi mình cho chiều cao luôn Lâm ơi. Rồi. Chiều cao cây này là 100 nha cô chú anh chị. 1m tán ngang luôn. 1m tán ngang, 1m luôn. Này vô dây là nói chung là ok, thành phẩm rồi. Cây đang bốc nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Về quý cô chú mình chỉ để chân thôi. Dạ. Đó, lên hoa rực rỡ. Đây xây cái mặt hoa trên Lâm. Quả xá cái hoa to mà nó đỏ tươi luôn nè. Mỹ Cam cũng đỏ nha. Dạ. Đó. Rồi. Đây này là nguyên một cái bệ dài luôn nha cô chú anh chị, bệ đặt dài nha. Đây con đo tổng bình bệ nha. Rồi tổng bình bệ nó là 48 cô chú anh chị ơi. 48. À, tổng bình bệ là 48. Rễ gà trắng hết trơn ha. Dạ. Ngón tay thì ngón tay, ngón chân, ngón giò vậy đó cô chú anh chị ơi. Xay xay. Đó, mình có bệ rất là dài nha. Cái này là nó liền, nó chạy liền dài luôn nha nè. Dạ. Đây liền luôn. À. Rồi máy số 0 này mình dạ, máy số 0 này là con giao lưu là 3,5 triệu nha cô chú anh chị. 3,5 triệu. Cô chú anh chị nào ở gần thì con tặng luôn chậu. Con cho xe giao tới nhà nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị xa quá con xin phép rút chậu. Rút chậu bỏ bầu ha. Xa nó thứ nhất là nó nặng, hai là chậu nó cũng sẽ bể thôi. Rồi. Cái này thần cứ yên tâm mà chơi trước rồi. Mã số 0, cây VIP ha. Dạ cây VIP. Nói chung là thành phẩm hết trơn nha quý cô chú. Rồi, tiếp theo là mã số 1 nha cô chú anh chị. Mã số 1. À, cây này ghép 3 4 5 màu với cô chú anh chị, dệt lên chưa biết còn thì tính 3 4 5 màu đi. Ghép tùm lum màu không nhớ nữa. Thôi vàng lên chung ha. Dạ thôi vàng chung. Chiều cao là 90. Tán ngang là 70 cô chú chị ơi. 70 là đo cái từ cái chấn này nha quý cô chú, chứ đo thẳng thét là từ bên cái bí này qua là nó dữ lắm. Rồi tính mà đo vàng hơn. Vàng hơn. Vàng ta là 2. Tím sen lá trung. Tím sen lá trung là 3. Đó, rồi đây đỏ. Hồng hơn là 4. Cái này là như là tím sen lá trung thôi thì nữa nè. Có 4 năm màu đó cô chú chị ơi. 4 năm màu đi. Đó, đặc biệt cây này một củ nha cô chú chị. Này có thân gần tất đi ha. Rồi 11 cành cô chú chị ơi. Cũ với nguyên một cái cũ. Cái cũ này của nó là khoảng 20 đi cô chú anh chị. Rồi cho giá luôn Lâm ơi. Dạ cái mã số 1 giao luôn là 700 ngàn nha cô chú anh chị. 700 ngàn, bao phí ship toàn quốc, cây trên like là bao gồm phí tận nhà cho quý cô chú nha. Không có phát sinh thêm Rồi, tiếp theo. Mã số 2. Đó là một cây sọc ghép nha cô chú anh chị. Sọc ghép. Sọc ghép 4 mặt hoa. Chiều cao nó là 45. Tán ngang nó 25. Cây này mini để bàn ha. Dạ. Này nó ra hoa nè. Nó bút mỗi hoa của chú anh chị. Đó, hoa nó vậy nè. Đó, sọc rất lỏ nó nhét nha. Rồi, cái góc. Rồi, hoành chính của chú anh chị. Nó thân được 30. Rồi, giá luôn Lâm ơi. Dạ, cái mã số 2 Zalo 800 ngàn cô chú anh chị. 800 ngàn mã số 2. Dạ. Rồi, tiếp theo cái mã số 3. Ghép 3 màu. Đó Mỹ Cam. Mỹ Cam Mỹ vàng. Đó, và tím sen. Ủa là với Mỹ tím Cà Mau. Mỹ tím. Đó, 3 màu cô chú anh chị. Gốc chủ đạo là Mỹ Cam ha. Dạ. Rồi chiều cao 60. Tán ngang 70. Đó, Mỹ Cam nó sung nó lên hoa nè. Mùa 1 được 3 màu ha. À, Mỹ Cam, đây, Mỹ tím nè, Mỹ vàng. Mỹ vàng này Mỹ vàng chanh nha quý cô chú. Mỹ chanh. Chân nó xanh vậy nè. Ở này là một củ nha cô chú anh chị. Rồi, hình củ nó 15. 15. Đó. Này hình thân chừng 7 hoành. Cái đế này chưa khai thác hết nha. Rồi, cho giá luôn Lâm ơi. Cái mã số 3 giao lô 750 ngàn nha cô chú. 750 ngàn mã số 3. Bao phí ship về tặng nhà cho quý cô chú luôn. Mã số 4. Mã số 4 vẫn là Mỹ Cam ghép. Mỹ Cam ghép 3 màu. Mỹ vàng, Mỹ Cam và Mỹ tím Cà Mau. Một cây 3 màu. Rồi chiều cao nó là 67, tán ngang là 62. Hoa Mỹ Cam nè, cây này sung lên hoa quá. Dạ. Đây Mỹ tím nè, Mỹ vàng này cộng bông. Đây Mỹ vàng đang lên nụ nhiều nha cô chú anh chị. Mỹ
tím mấy tược quá sung luôn. Dạ. Này cũ chưa khui nha quý cô chú. Chưa khui, mới làm sơ sơ quý cô chú anh chị. Và hoành thân 8.5 của chú anh chị ơi. Đó, 8 cốt, thôi. Một cốt có thoát thân ha. Dạ. Cái này về mình nhấp mấy cái đò chòi trên mình dâm lại ha, là thành cái tàn nó tròn voi vậy nè. Rồi, giá luôn. 4 giao luôn là 750.000 cô chú anh chị. Rồi, đổi cái luôn. Tiếp theo cái bãi số 5 của hàng ghép 3 màu của chú chị ơi. Cây này cái form đều ha. Dạ, form đều. Đều rang luôn. Cái này lên cái chậu nó là ok. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 75. Tán ngang 70. Bồng hoa xum xê luôn. Dạ. Cây này về tới nhà là ok nè. Quá xá búp luôn rồi. Đây, mỹ tím nè. Cam, mỹ tím, đây mỹ vàng. Mỹ vàng là ghép mỹ vàng chanh không nha. Mỹ vàng chanh, mỹ vàng đang lên bốc nhiều lắm nha cô chú anh chị. Mỹ vàng chanh. Rồi. Cái cây này là củ đế dữ lắm nha cô chú anh chị, mà khai thác để mình giữ bông đó. Mình khai thác ở đây thôi. Rồi quanh thân 8 cô chú anh chị ơi. Cái này mình khai thác mình về mình trồng vô chậu mình khui xuống là thoát thân tầm thân cá tắc á. Để giữ tàn cho cô chú anh chị chơi. Rồi, giá luôn. Dạ, cái mã số 5 này giao luôn 750.000 nha cô chú anh chị. 750.000 luôn. Rồi, đổi cây luôn. Mã số 6, ồ, mỹ vàng nó lên rực rỡ hoa rồi. Một mua một mà được 3 màu. Mua một được 3 luôn. Combo luôn 3 màu. Rồi. Rồi, cho chiều cao luôn. Chiều cao 70. Tán ngang 65. Mỹ vàng chanh nó đang rực rỡ hoa nè quý cô chú. Rỡ luôn cô chú chị. Hoa này quá xá to luôn rồi. Mỹ cam nè. Cam này mỹ cam cũng đỏ cái màu rất là đẹp. Đây đây mỹ tím bên này nè. Cái búp nó còn nè. Rồi cây ngoài hoành thân là 11 của chú anh chị ơi. Rồi này khui xuống là thân cái dài cái này nữa nè. Đó. Này mình đo trên mặt đất chứ ở dưới là cũ nở. Rồi mã số 6 giao luôn 750.000 nha cô chú anh chị. 750.000 luôn. Mã số 6. Rồi tiếp theo là cái mã số 7. Vàng hơn, gọc đỏ cho cô chú anh chị. Wow. Hôm qua cực rỡ luôn. Dòng này cánh bầu. Cánh bầu. Rồi cho chiều cao luôn Lâm ơi, quá xá sung luôn rồi. Chiều cao là 80. Tán ngang là 65. Dòng này là chuẩn vàng hơn gọc đỏ nha quý cô chú. Chuẩn vàng hơn gọc đỏ. Màu hoa lên cực rỡ luôn. Và đặc biệt cái dòng vàng hơn này nó ưa chạy sọc nha. Hay chạy sọc lắm, hoa nó gì nè. Rồi, hoành thân 10 tính 9 thôi cô chú anh chị ơi. Ờ, cái này cái củ rễ đế nơm dưới luôn nha. Này về mình muốn thoát thân mình chiết ba nhánh này ra ha. Để mình thoát thân một cốt lên đây nè. Rồi cái mã số 7 giao luôn là 800.000 nha cô chú. 800.000 cho một cây vàng hơn đọt đỏ. Quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 8. Là vàng hơn đọt đỏ luôn cô chú anh chị. Vàng hơn đọt đỏ. Ôi ôi cái hoa nè. Nó đổi màu á. Hoa rất là đẹp. Rồi, chiều cao là 75. Tán ngang là 70. Hoa. Wow. Gỡ ha. Cây một cốt dáng chật luôn. Rồi hoành thân là 7 đến 6 đi cô chú anh chị ơi. Cây này mình muốn thoát thân á thì mình nhấp mấy nhánh này mình về mình dâm ra. Dạ, rồi cái mã số 8 con giao luôn là 700.000 nha cô chú anh chị. 700.000 mã số 8. Rồi đổi cây luôn. Cây trên like là bao gồm phí ship, phí đóng thùng về tận nhà cho quý cô chú luôn nha. Mình xem mình tham khảo ha. Tiếp theo là cây mã số 9. Là cây mỹ vàng nghệ nha cô Mỹ chú vàng nghệ mã số 9. Quá sung luôn rồi. Sung sê luôn nha. Bao bông luôn. Chiều cao 80. Tán ngang 65. Mỹ vàng nghệ thì vàng nghệ cô chú chị. Dòng này nó chạy sọc nhẹ nè. Đúng rồi. Đây, chạy sọc cánh nè. Hoa rất là to ha, dày. Cái này cũng một cốt nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân nó được 9 cô chú anh chị ơi. Cây này im nha bà con. Này về mình chiết cái nhánh này ra ha. Là còn một cốt là nó lên một cốt là rất là đẹp luôn. Cái mã số 9 này giao luôn là 500.000 nha bà con. 500.000. Dạ. Mã số 9. Rồi đổi cây. Tiếp theo là mã số 10. Mỹ vàng nghệ luôn cô chú chị em. Mỹ vàng nghệ. Mỹ vàng nghệ. Bông hoa C. Rồi chiều cao 80. Tán ngang 50. Hoa này nó chạy sọc mà quý cô chú. Nó chạy sọc.
Nhưng mà Nghệ thường hay chạy sọc lắm. Còn hình thân được 6 con chú anh chị ơi. Đây là một cốt. Dạ, một cốt. Này thoát thân có bắt cho bà con. Dạ. À. Rồi cái máy số 10 này giao luôn là 400 ngàn nha bà con. 400 ngàn. Rồi đỡ cây luôn. Quá im. Rồi tiếp theo là cái máy số 11. Cũng bằng Mỹ Vàng Nghệ luôn bà con ơi. Mỹ Vàng Nghệ, máy số 11. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao 80. Tán ngang là 60 đi. Thôi cái này hơi cao dài. Cây này về mai mốt là nó đặt lên nè. Nó nhảy mấy cái chồi này là mai mốt nó đặt tàn lên nè. Bút nụ quá trời. Hoa rất là tươi luôn. Rồi quanh thân 6 luôn bà con ơi. Này thoát thân gắn tắt ha. Dạ thoát thân gắn tắt. Để chưa khui nha. Dạ. Mình làm bầu quá láng luôn. Dạ, cây máy số 11 này giao luôn là 400 ngàn luôn nha bà con. 400 ngàn. Rồi đỡ cây. Tiếp theo cây máy số 12. Sọc 4 màu cây ghim nha bà con. Sọc 4 màu hoa. Dạ 4 màu hoa cây ghim. Chiều cao nó là 80. Tán ngang nó 30. Đây mình quay mặt hoa cho bà con xem ha. Cây có hoa trên. Dạ, có hoa dễ chơi luôn nha. Hoa nó vậy nè. Hoa nào cũng bình thân nó được 5 bà con ơi. Bình thân 5. Bình thân 5. Rồi giá luôn là bà. Cái mã số 12 cho luôn 800 ngàn nha bà con. 800 ngàn, mã số 12. Rồi, tiếp theo cái máy số 13. Cái sen lá chung nha bà con. Điếm sen lá chung. Ôm tàn luôn nha. Ba xa cái tàn luôn rồi. Cái này về mình vô dây xuống xương mấy mình té cái tàn lại ha. Quá trời tàn cao. Màu hoa rất là đẹp nha. Ơi, chiều cao maximum luôn 100. Tán ngang là 90. Hoa điếm sen lá chung luôn. Bồng to. Trời nhánh lên quá xa xung. Một cốt luôn nha bà con. Và quỳnh thân 6 bà con ơi. Này thoát thân trên tách. Dạ. Rồi giá luôn. Rồi máy số 13 cho luôn là 600 ngàn nha bà con. 600 ngàn. Tím sen lá trung. Rồi tiếp theo là cây mỹ cam một cốt nha bà con. Mỹ cam. Máy số 14. Bông hoa xung xê ha. Rồi chiều cao nó là 100. Tán ngang 60. Cây này về mình trồng mình chỉnh sửa là mình vô dây một cái là nó đẳng cấp luôn á. Đây mỹ cam cái màu quá ngọt. Đó là một củ nha bà con. Rồi quanh thân nó được 9 bà con ơi. Gần 10 tính 9 ha. Dạ, 10 tính 9 nó một củ luôn. Để tứ diện luôn. Dạ. Rồi kéo thoát thân luôn. Cái này thoát thân được 30 bà con ơi. Rồi giá cho mã số luôn Lâm ơi. Dạ, cái mã số 14 này giao luôn 500 ngàn bà con ơi. 500 ngàn quá mềm luôn rồi. Bao gồm phí ship nữa. Rồi tiếp theo cái mã số 15 là mỹ cam luôn bà con ơi. Mỹ cam này nguyên bệ ha. Dạ nguyên bệ. Tàn bông là xung xê luôn nha bà con. Này về là bao nhân giống luôn á. Quá xa hoa. Chiều cao là 86. Tán ngang là 70. Mỹ cam mà nó xung người cái lá nó chịu không nổi luôn. Dạ. Vậy nè. Bóng. Cái này mình tính bệ bụi đi bà con ơi. Chỉ xuống đây lại ra một củ này nha. Này nó mình khai thác xuống là nó liền á, tại vì nó nhảy được nhiều quá. Rồi tổng hành là 25 bà con ơi. Là cái thằng chủ nó đây nè. Dạ. Này khui xuống là nó một củ luôn đó. Rồi giá luôn Lâm ơi. Dạ, cái mã số 15 này giao lưu là 350 bà con ơi. 350 ngàn. Dạ 350 ngàn đi. Rồi tiếp theo là cái mã số 16. 16. Mỹ cam luôn bà con ơi. Mỹ cam luôn. Cây này cái form quá xa cái form rồi. Dạ. Form lùng nha. Mà lùng. Dữ lắm cái đàn nha bà con. Lùng lực. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao là 60. Tán ngang 70. Này về mình con lại giật xuống này nè, cái phong tàn nó nằm dưới mặt hoa này. Sao nó đều dữ lắm. Mấy cái này mình dâm ra là ok luôn á. Mình chiết nhánh bớt. Cây này là một cốt chủ nè bà con. Mình khai thác ở đây đây người giữ tàn nha bà con. Mấy cái này là mấy cái từ gốc nó lên nè. Dạ. Ra tổng đi. Rồi tổng nó 23 bà con ơi. Này giờ bà con khai thác xuống là một cốt nha. Này nếu như mà mình chỉnh sửa lại là một cốt thoát thân cũng được luôn. Rồi cái mã số 16 này giao luôn là 450 bà con ơi. 450 ngàn. Rồi đỡ cây luôn. Quá mềm nè nha bà con. Cái mã số 17. Rồi Mỹ Vàng Nghệ bà con ơi. Mỹ Vàng Nghệ mã số 17. À Mỹ Vàng Nghệ. Cây này là lùng lục luôn nha bà con. Mà bông quá trời bông rồi. Bao hoa luôn ha. Dạ bao hoa luôn. Rồi đâu tới đây thôi. 50. Có phần chiều cao 50 bà con ơi. Cao 50. Tán ngang 45.
là không có tính cái đọt này nha bà con. Không có tính nha, không đâu trừ hao cái này mà bà con về mình chiết ra một cây nữa là lời được cây này là lên cái thoát thân là cao nè, chia tàn ra nè. Đó, quanh tháng 6 bà con ơi. Quanh tháng 6. Dạ, này một củ với em nữa nha. Bí và nghệ. Bí và nghệ rồi, cái máy số 17 cho luôn 400 ngàn bà con ơi. 400 ngàn. Mã số 17. Rồi tiếp theo cái máy số 18 cũng là dàn nghệ luôn nha bà con. Qua em. Em qua chở luôn nha. Rồi chiều cao 80. Đáng ngang 60. Búp lên kẹo hết trơn. Dạ. Đây hoa đó nè. Bí và nghệ nó hay chạy sập nha bà con. Rồi cái này là hai thân nha bà con. Đo tổng hai thân đi, tổng hai thân nó được 8 bà con ơi. Này mình về mình chiết cái nhánh này ra một cốt là ok luôn á. Rồi cái mã số 18 giao luôn có 400 ngàn luôn nha bà con. 400 ngàn. Rồi tiếp theo cái mã số 19. Bí và nghệ luôn bà con ơi. Bí và nghệ, mã số 19. Đó, nói chung là cái này đều nha bà con. Rồi chiều cao 70. Tán ngang 50. Mấy dòng Mỹ này nó mạnh lắm nha bà con. Dạ. Khỏe dữ dằn sung. Đây một cốt nha bà con. Một cốt. Rồi con đo sức trên đây đi, tại này chưa làm xuống tới dưới. Rồi 8 tính 7 nha bà con ơi. Từ nào đi. Mấy cái cây này là nó có mấy dạ. Cái tược ác này là mình về mình chiết ra ha. Dạ, cái này là một cốt cái gõ luôn nha. Lời luôn. Dạ. Cái máy số 19 ngàn giao luôn có 400 ngàn luôn bà con ơi. 400 ngàn. 19. Rồi tiếp theo cái máy số 20. Là một cây hồng hương nha bà con. Hồng hương. Không hơn. Nó thân thì rất là đẹp nha bà con. Thân lắc lượng ha. Rồi chiều cao 70. Sáng ngang là 80. Nó đo là chiều hao chứ lắm nha bà cây con. Cây này về mình vô dây xương xương rồi ha. Dạ. Hồng hương cái hoa này nó khác cái dòng đỏ ta nha bà con. Rồi. Hoa này nó khờ, cái chân nó hơi trong trong vậy, nó không thua gì vàng hương đâu đó. Dạ đúng rồi. Quá xa. Đây là bút nụ rất nhiều nha. Rồi này là một cốt lắc lượng nha bà con. Xuống đây còn nữa nha. Thân này già ha. Dạ. Rồi hoành thân được 8 bà con ơi, 9 tính 8 thôi. Đó, thầy thoát thân tính cái này cũng ba cũng là cũng được 20 nha bà con. Về mình nhấp hai nhánh dạ. Này ra mình nhân ra. Đúng rồi. Đó, lên tới đó là cây đẹp luôn. Dạ. Rồi cái mã số 20 giao lưu 800 ngàn bà con ơi. 800 ngàn, mã số 20. Rồi tiếp theo cái mã số 21. Một cây hồng sữa nha bà con. Hồng sữa. Okay, nhiều giống cho bà con phân biệt nha, nó dễ. Dòng này không gà anh em sưu tầm rất nhiều nè. Dạ. Tại hoa quá đẹp. À, nó tươi dữ lắm nha bà con. Rồi, chiều cao là 80 bà con ơi. Tán ngang 60. Dòng này cái hoa nó gan như thằng Mỹ Hường của dòng Mỹ rồi đó. Dạ, đúng rồi. Nó giống như Mỹ Hường rồi đó. Màu bông nó sắc sảo lắm nha bà con. Nở ra cái màu sữa 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 đẹp ha. Bà này một cốt để nở nha. Rồi 10 quanh bà con ơi. 10 quanh. Nó đế nó chạc cái nở dữ lắm nha bà con. Rồi giá luôn là 21 giao luôn 450.000 nha bà con. 450.000. Giá rất cây. Dễ chơi hồng sữa. Rồi tiếp theo cái mã số 22. Hồng phấn sữa. Cái này là hồng phấn sữa nha. Có anh em kêu là cam sữa nha bà con. Rồi chiều cao là 50. Bán ngang 50 luôn bà con ơi. Xay 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 nhẹ nhàng ơi. Bông hoa đẹp hợp. Đúng rồi, cái bông nó rất là đẹp. Đẹp. Hoa nó vậy nè. Màu nó sữa sữa rất là đẹp. Một cốt nha bà con. Thất thân không phải tắt đi. Thân tắt đi. Rồi hoành thân được 6 bà con ơi. 7 đến 6 thôi. Rồi. Dòng này hoa nó lên nó lợp lợp phủ không thấy cái mặt lá luôn nha bà con. Dòng này xuyên hoa lắm. Rồi cái mã số 22 giao luôn là 400 ngàn nha bà con. 400 ngàn. Mã số 22. Rồi đổi cây luôn. Đó, tiếp theo cái mã số 23. Đó, hồng phấn lá chung bà con ơi. Dán bài luôn ha. Bài luôn. Bài rất là đẹp. Chiều cao 50. Tán ngang 40. Hoa nè. Dòng này xuyên hoa lắm. Dạ xuyên hoa. Thân tàn, cái tàn nó đặc đây. Rồi hoành thân 10 bà con ơi. Cây này nó lên tới đây nó giót ha. Dạ đúng rồi. Rồi thoát thân là 22. Rồi cho giá luôn. Dạ cái mã số 23 giao lưu 300 ngàn bà con ơi. 300 ngàn. Rồi thoát thân lên đời 1 cặp nha bà con. Mã số 24 1 cặp. Số 24 1 cặp gồm 2 cây. 2 cây. 1 được 2. Luôn. Rồi một cây hồng phấn sữa, một cây hường sữa. Cây hồng phấn sữa, một cây hường sữa có sữa hết nha bà con. Rồi đo cây bên đây trước nha. Chiều cao 70. Tán ngang 30. Đây hường sữa cái mặt hoa nó mới nở nó giống như thằng Mỹ Hường rất dạ. Là đẹp luôn. Màu rất là ngọt. Rồi này cũng một cốt nha bà con.
rồi nó được 8 quanh bà con ơi. Đế giờ chưa khui nha bà con. Dạ, nó mà cũ dưới đây nở nha. Rồi mình qua tới cây hồng phật sữa. Rồi chiều cao là 50, tán ngang là 35. Cái này cái mặt hoa này nở ra là không thấy cái lá luôn. Dạ đúng rồi chân. Cây này cái đế chưa khui. Rồi quỳnh thân 5 bà con ơi. Này khó khăn phán tắt luôn. Dạ khó khăn tắt. Rồi cho giá cặp này luôn. Cặp 24 này con giao lưu là 500 ngàn bà con ơi. 500 ngàn gồm 2 cây, bao phí ship về tận nhà luôn. Dạ. Đây là một cặp 25. 25 là hồng phấn sữa với hồng sữa luôn bà con ơi. Hồng phấn sữa với hồng sữa. Mấy cây gọn gọn này về để ban công là ok luôn ha. Dạ đúng rồi. Rồi mình cho chiều cao hai cây này đồng trạng luôn. Rồi chiều cao là 70, tán ngang 40. Hồng phấn sữa cái hoa mà nó nở đúng sức rồi, nó to vậy nha bà con. Dạ, hoa to lắm. Quá xa cái hoa nè. Rồi này một cốt nha bà con. Một cốt này được 8 hoành bà con ơi, 9 tính 8 rồi. Đế là nở lắm nha. Đế chặt tứ diện luôn ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, cái phần sữa. Rồi, cái bên đây là 60, tán ngang là 35. Xay xay cái mặt hoa ra nè. Sữa nở hoa rất là tươi nha bà con. Rồi cái này quanh thân 6 bà con ơi. Rồi cho giá cặp này luôn. Rồi cặp mã số 25 giao lưu là 600 ngàn bà con ơi. 600 ngàn gồm 2 cây. 2 cây. Rồi tiếp theo là một cặp số 26. Đó, một cây bao vàng. Một cây hồng phấn sữa. À, mua một mã số mà gồm 2 cây có 2 màu cho bà con chơi luôn. Tàu vàng hoa rất là đẹp ha. Rồi chiều cao là 60, tán ngang 50. Đây, tàu vàng cánh nó tròn nè. Tàu vàng. Một cốt nha bà con. Tóc thân phan tất. Tóc thân của tóc rồi hoành thân 5 bà con ơi. Rồi hồng phấn sữa luôn. Đây hồng phấn sữa đây quá trời bông rồi. Chiều cao 56, tán ngang 37. Hoa. Sang hoa lắm nha bà con. Rồi hoành thân này 5.5 tính 5 luôn bà con ơi. Rồi, cây này tốt hơn phán tắt luôn. Dạ. Rồi cặp mai số 26 này giao luôn 500 ngàn luôn bà con ơi. 500 ngàn gồm 2 cây luôn. Gồm 2 cây. Về mình vô cái chậu mình để ban công ha. Dạ. Ban công nhà. Cây cũng có nhiêu tiện cho nha bà con. Luôn cộng ship là cây cũng nhiêu tiện cho nha. Tiếp theo là mã cuối cùng mã số 27. Mã số 27. Đậm nha bà con. Gồm 2 cây. 2 cây. Đó bên đây là vàng hồng. Bên đây là ghép 2 màu nha bà con. Rồi chiều cao bên đây là 60, tán ngang là 35. Này ghép hai màu vàng. Dạ. Pháp vàng pháp vàng phấn lá chung. Ờ, hai màu nó chọi với nhau rồi. Đúng rồi, con này là phôi vàng lá nhỏ nở lên là nói chung là rực rỡ luôn. Cây thân chậu. Rồi quanh thân 10 bà con ơi. Rồi kéo cái thấp thân lắm. Rồi thấp thân là 330. Này để bạn uống trà là ok. Dạ, luôn. Rồi cây là vàng hường nha bà con. Thấp thân cao 60, tán ngang 50. Hoa quá ok luôn. Sai hoa lắm nha bà con. Rồi đo tổng với đây đi là 14, tính cái cốt này là khoảng 8 hoành nha bà con. Rồi cho giá luôn rồi Lâm ơi. Rồi một cặp này một cặp cuối cùng mã số 27 này 600 ngàn. 600 ngàn bao phí ship. Chúc bà con mong mới hay khen thị trường nha bà con. Dạ, xem này ủng hộ kênh của Pháp Lá Vy và ủng hộ nhà vườn con. Rồi cảm ơn bà con, chào bà con. Rồi thì, hôm nay mình báo giá một số hoa mẫu đơn cho quý bà con xem ha. Đây là cái gốc mã số 0 Mỹ Cam. Mỹ Cam này mặt hoa đỏ nha bà con. À, cam cũng đỏ, đỏ tươi vậy nè. Đặc biệt cái bệ đế rất là già luôn. Thì nếu như mình muốn sở hữu sưu tầm những cái hàng VIP, hàng già như thế này thì cứ liên hệ chỗ nhà vườn nha bà con. Để thương lượng cái chậu hoặc là mình ở xa thì mình có thể nhận qua bưu điện đi. Pháp Thái TV chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú vào những clip giao lưu tiếp theo. Một cái cây này rất là đẳng cấp luôn. Rồi xin chào nha.